thuyết, bộ ba tiểu thuyết Tatara, tác giả Alfonso D, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Giai đoạn 3, ở chỗ bầy sư tử. Một là mã, những chuyến xe đò lưu đài. Đó là một chuyến xe đò cũ hồi xưa, nhồi nệm theo kiểu xưa bằng giấy dày màu xanh dương phai màu, với những búp len to xù thô cứng mà sau vài giờ đi đường cuối cùng khiến cho lưng bạn mỏi nhừ. Tatarin de Tarascon có một góc hình lan quạt, ông cố ngồi ở đấy thật ổn và chờ được hít thở mùi xạ hương của những loài mèo lớn ở châu Phi. Vị anh hùng đã bằng lòng với mùi cũ kỹ của chiếc xe đò được hình thành một cách kỳ lạ bằng hàng ngàn mùi đàn ông, ngựa, đàn bà và da, mùi thức ăn và mùi rơm ấm mốc. Mỗi thứ đều có chút chút trong góc nan quạt này. Một tu sĩ dòng Ráp, những nhà buôn Do Thái, hai cô gái lẳng lơ trở về bầy đàn trong quân đội, người lính kỵ binh thứ ba, một thợ chụp hình ở Orleansville. Nhưng dù đoàn người rất đáng mến và đa dạng, người Tarascon không thể trò chuyện được và cứ ngồi đó tay luồn vào dây đu tai với khẩu súng trường kẹp giữa đầu gối. Cuộc ra đi hấp tấp của ông, cặp mắt đen của bay da, cuộc đi săn khiếp đảm mạo sắp tiến hành, mọi thứ đó khiến đầu óc ông bấn loạn. Không tính dáng vẻ gia trưởng của ông, thì chiếc xe đò châu Âu này ở giữa châu Phi mơ hồ gợi nhớ cho ông về Tarascon thời ông còn trẻ, những cuộc chạy đuổi ở ngoại ô, những bữa ăn tối nho nhỏ bên bờ sông Rhone, hàng ngàn kỷ niệm. Dần dần đêm buông xuống, ông tài xế thắp đèn bão, chuyến đò rỉ sét nhảy chồm lên và la hét cho những chiếc lò xo cũ kỹ, những con ngựa đi nức kiệu, những chiếc nhạc ngựa reo lãnh lót. Thỉnh thoảng trên cao dưới tấm vải bạc của chiếc xe chở hành khách có tiếng động kinh khiếp của sắt thép. Đó là những vật chất gây chiến. Tatarin de Tarascon hầu như đang thiêu thiêu ngủ, nhìn một lát các hành khách bị những cú giằng xốc rung lắc một cách hài hước và nhảy múa trước mặt ông như những cái bóng mờ ảo. Rồi cả mắt ông tối sầm lại, ý nghĩ ông lu mờ dần và ông chỉ còn nghe rất mơ hồ tiếng câm xe gầm gừ và sườn xe đò đang than vãn. Thình lình một giọng nói, một giọng nói của bà tiên già khàn đặc, dở nát rè rè gọi tên người Tarascon. Ông Tatara, ông Tatara, ai gọi tôi đấy? Là tôi, ông Tatara. Ông không nhận ra tôi sao? Tôi là chiếc xe đò cách đây 20 năm đi từ Tarascon đến Nim. Tôi đã chở ông rất nhiều lần, ông và các bạn của ông, khi các ông đi săn mũ kết ở sông Chia hay Bellegarde rồi. Ban đầu tôi không nhận ra ông vì ông đội mũ trùm thổ và bộ đồ nghề mà ông mang theo. Nhưng ngay khi ông bắt đầu ngái, quý thật, tôi đã nhận ra ông ngay. Tốt, tốt, người Tarascon nói hơi phật ý. Rồi ông dịu lại. Nhưng rốt cuộc, bạn cũ đang thương, bạn đến đây để làm gì? À, ông Tatarin tốt bụng, tôi không nguyện ý đến đây. Tôi bảo đảm với ông như thế. Khi con đường sắt Boke làm xong, tôi không thấy gì tốt đẹp ở đó và họ cử tôi sang châu Phi. Và không chỉ có một mình tôi, hầu như tất cả mọi chuyến xe đò ở Pháp đều bị lưu đày như tôi. Họ thấy chúng tôi quá phản động, cho nên bây giờ tất cả chúng tôi đều ở đây để sống một cuộc đời khổ sai. Đó là thứ mà ở Pháp người ta gọi là đường sắt Algerie. Đến đây chiếc xe đò cũ thở dài thường thường, rồi nó nói tiếp. À, ông Tatarin, tôi tiếc biết bao dùng Tarascon tươi đẹp. Lúc ấy là thời tốt lành của tôi, thời thanh xuân. Họ thấy tôi ra đi vào buổi sáng, đội nước và sáng loáng với những bánh xe sơn bóng mới tinh, với những chiếc đèn bão của tôi như hai mặt trời, và tấm vải bạc của tôi luôn được cọ dầu thật đẹp khi người đánh xe phụ khua roi theo điệu nhạc La Gadi, La Gando, La Taras, La Taras, và người đánh xe chính ngồi ngang trên piston, chiếc mũ kết thêu ấn sâu xuống tai, quàng tay qua con chó của mình luôn giận dữ ở trên tấm vải bạc của cổ trên xe khách. Chính mình cũng lao lên cao và hét, thắp đèn lên, thắp đèn lên. Lúc ấy bốn con ngựa của tôi rung chuyển theo tiếng nhạc ngựa, những tiếng sủa, tiếng kèn trống, những chiếc cửa sổ mở, và cả Tarascon kiêu hãnh nhìn chiếc xe đò khởi hành trên quốc lộ dương dã. Con đường mới đẹp làm sao ông Tatarin, rộng rãi, được bảo dưỡng tốt, với những cột mốc ghi cây số, những đống đá cách khoảng đều đặn, và từ phải sang trái có những cánh đồng ô liu và đồng nho xinh xắn. Rồi những quán trọ cách nhau 10 bước, cứ 5 phút là có một trạm, và các hành khách
của tôi, những người tử tế làm sao? Các thị trưởng và cha xứ đinh niêm gặp các quận trưởng và tổng giám mục, những ông hàng giải từ Marseille trở về rất lương thiện, những cậu học trò trung học nghỉ hè, những nông dân mặc áo ngăn thêu mới cạo râu vào buổi sáng, và ở trên cao, ở tầng trên cổ xe khách là tất cả các ông, những thợ săn mũ kết, luôn rất vui tươi, mỗi người hát bài ca của mình buổi tối dưới ánh sao khi trở về. Giờ đây đó là một câu chuyện khác, cô chúa biết tôi đang kéo hạng người nào. Một đám vô lại không biết từ đâu đến, chất đầy lên người tôi nào cháy rận, bọn da đen, bọn bê đoan, bọn lính đánh thuê, những kẻ phiêu lưu tư sư, những tên thực dân sách sứ báo hại tôi bằng những ống tẩu của họ, và bọn họ nói một thứ tiếng mà chúa còn không hiểu. Và rồi ông thấy người ta đối xử với tôi như thế nào rồi đấy, không bao giờ được chà xát, không bao giờ được rửa ráy. Người ta than phiền về lớp dầu bẩn ở cam xe của tôi, thay vì những con ngựa to béo bình tĩnh xưa kia thì là những con ngựa nhỏ Ả Rập như quỷ nhập, đánh nhau căng nhau, vừa chạy vừa nhảy cẩn như những con dê cái, và đập vỡ đoàn càng xe tôi bằng những cú đá. Ai ai này, chuyện đó lại bắt đầu rồi. Còn đường xá ở đây còn tạm chịu đựng được vì chúng ta ở gần chính phủ, nhưng đằng kia không còn gì nữa hết, không còn đường xá nữa. Người ta chạy được chăng hay chớ, lên bờ xuống ruộng, trong những cây cọ lùn, trong những cây nhũ hương, không có trạm cố định nào. Người ta dừng theo ý thích thất thường của người đánh xe, khi thì trong một trang trại này, khi thì trong một trang trại khác. Đôi khi tên Malan bắt tôi rẽ một vòng hai dặm để đến nhà một người bạn uống rượu ngải đắng hay rượu Sambuco. Sau đó người đánh xe phụ quốc rồi và lấy lại thời gian đã mất. Mặt trời nung nấu, bụi đường cháy bỏng, luôn quốc rồi, người ta da dấp, người ta ngã đổ, quốc rồi mạnh hơn. Người ta bơi qua những con sông, người ta bị cảm cúm, ướt như chuột lột, người ta chìm xuống, quật rồi, quật rồi, quật rồi. Rồi tối đến, ướt ròng ròng, chuyện đã tốt ở lứa tuổi của tôi với căn bệnh thấp khớp của tôi. Tôi phải ngủ dưới ánh sao, trong một cái sân cấm liều trại mở ra mọi hướng gió. Ban đêm, lũ chồn, lan đến đánh hơi các hòm xe của chúng tôi. Những kẻ hái trộm rau quả sợ sương sớm nên trốn trong khoang của chúng tôi. Đó là kiếp sống của tôi, ông Tartarin đang thương ơi, và tôi sẽ còn sống đến ngày bị mặt trời thiêu đốt, mục rã vì những đêm ẩm ướt, tôi sẽ ngã quỵ không thể nào khác được, ở một so sánh trên con đường ác nghiệt này, nơi người Ả Rập nấu sôi món couscous với mảnh xương dụng của tôi. Blida, Blida, người đánh xe nói và mở cửa xe. Hai La Mã, nơi người ta thấy một ông nhỏ tho đi qua, mơ hồ qua lớp kính bị bùn văng làm cho mờ đục. Tartarin de Tarascon thoáng thấy một quảng trường quận lỵ, một quảng trường đặc biệt, dây quanh là những dòm cong và trồng nhiều cây cam. Ở giữa có những chú lính chì nhỏ bé đang tập luyện trong sương mù màu hồng sáng buổi sớm mai. Những quán cà phê đã gỡ cửa chớp, trong một góc là một nhà lòng chợ với nhiều loại sao cải. Thật đáng yêu, nhưng mọi thứ chưa cho ta thay được sư tử. Về phương Nam, Tartarin tốt bụng thì thầm và ngồi sát hơn trong cái góc của mình. Lúc này cửa xe mở ra, một luồng không khí tươi mát ùa vào, mang theo dư cánh trong mùi hương của những cây cam đang trổ qua. Một ông nhỏ thó mặc áo khoác phồng màu hạt dẻ, già nua khô khan đầy nếp nhăn, điệu đà, một bộ mặt to bằng nắm tay, một chiếc cà vạt bằng lụa đen cao 5 ngón tay, một chiếc cặp da, một chiếc dù, là một viên thư lại trong làng. Khi thấy mớ công cụ chiến tranh của người Tarascon, cái ông nhỏ thó không ngồi đối diện có vẻ cực kỳ ngạc nhiên và bắt đầu nhìn Tartarin chăm chăm đầy phiền toái. Người ta tháo cương thắng cương, chiếc xe đò lại lên đường. Ông nhỏ thó luôn nhìn Tartarin, cuối cùng người Tarascon nổi nóng. Chuyện đó làm ông ngạc nhiên sao? Ông nói và đến lượt mình nhìn ông nhỏ thó ngay mặt. Không, chuyện đó làm phiền tôi, người kia đáp lại rất điềm đạm. Và thật sự với cái liều khẩu súng lục, hai khẩu súng trường trong bao, còn dao đi săn của ông, chưa nói đến dáng dấp phốt pháp tự nhiên của ông, Tartarin de Tarascon chiếm nhiều chỗ quá. Câu trả lời của ông nhỏ thó khiến ông nổi cáo. Ông không tình cờ hình dung rằng tôi sắp đến chỗ của sư tử với cái dù của ông chứ, dĩ nhân nói đầy tự hào. Ông nhỏ thó nhìn cái dù của mình, dịu dàng mỉm cười, rồi luôn rất bình thản. Vậy thì thưa ông là Tartarin de Tarascon, người giết sư tử. Khi phát ngôn câu này,
Người ta Tarascon gan lì rung lắc chiếc tua của chiếc mũ giấu mà ông đội. Trong xe đò có một vài cử chỉ hoảng sợ. Tu sĩ dòng tráp làm dấu thánh giá. Các bà buông ra những tiếng kêu khiếp đảm và người thợ chụp ảnh Orleanville đến gần người giết sư tử đã mơ đến vinh dự được chụp hình ông. Ông nhỏ thó không hề bối rối. Ông có từng giết nhiều sư tử chưa ông Tartarin? Ông hỏi rất điềm đạm. Người Tarascon nhận câu nói này rất kiêu hãnh. Tôi giết nhiều sư tử lắm thưa ông. Tôi mong ông có nhiều tóc như thế trên đầu. Và cả xe phá lên cười khi nhìn thấy ba sợi tóc vàng của cậu em nhà Roussel dựng đứng lên trên sọ của ông nhỏ thó. Đến lượt mình, người thợ chụp ảnh Orleanville mở lời. Nghề của ông thật kinh khủng, ông Tartarin. Đôi khi người ta phải trải qua những thời điểm tệ hại. Như thế ông Pomponel đáng thương. À, dân, người giết báo, Tartarin nói khá khinh thường. Ông biết ông ấy à? Ông nhỏ thó hỏi. Hừ, đương nhiên tôi biết ông ta lắm chứ. Chúng tôi đã cùng đi săn 20 lần. Ông nhỏ thó mỉm cười. Vậy ông cũng săn báo à, ông Tartarin? Đôi khi để giết thời gian ấy mà, người Tarascon giận dữ nói. Ông nói thêm và ngước đầu lên một cử chỉ hùng dũng khiến con tim của hai phụ nữ lẳng lơ bốc cháy. Giống ấy không bằng sư tử. Tóm lại, người thợ chụp ảnh Orleanville liều lĩnh nói, một con báo chỉ là một con mèo to xác. Đúng thế, Tartarin nói không hề giận khi hạ thấp chút đỉnh vinh quang của Pomponel, nhất là trước mặt các bà. Đến đây xe đò dừng lại, người đánh xe đến mở cửa xe và nói với ông già nhỏ thó. Ông đã đến rồi, thưa ông. Anh nói với ông ra vẻ rất kính trọng. Ông nhỏ thó đứng dậy bước xuống và trước khi đóng cửa lại, ông có cho phép cho tôi cho ông một lời khuyên, ông Tartarin. Lời khuyên nào, thưa ông? Thề danh dự, hãy nghe này, ông có vẻ là một người dũng cảm. Tôi thích nói với ông sự thật. Hãy quay về Tarascon cho nhanh, ông Tartarin. Ông sẽ mất thời gian ở đây. Chỉ còn vài con báo trong tỉnh thôi, nhưng phỉ thôi, đó là một con thú săn quá nhỏ đối với ông. Còn về phần lũ sư tử thì hết rồi. Ở Algeria không còn sư tử nữa, ông bạn Cecil của tôi mới vừa giết con cuối cùng. Nói xong, ông nhỏ thó chào, đóng cửa xe và bỏ đi cười rộ với chiếc cặp và chiếc dù của mình. Anh đánh xe, tạt ra hỏi và biểu môi, lão già đó là ai hết? Sao kia ông không biết ông ấy sao? Nhưng đó là Pomponel Ba La Mã, một tu viện nuôi sư tử. Ở Milana, Tartarin de Tarascon xuống, để lại chiếc xe đò tiếp tục lên đường đến phương Nam. 2 ngày gian xốc cam go, qua 2 đêm mắt mở trao tráo rồi nhìn qua cửa xe. Nếu ông không thấy ngoài đồng, ở ven đường cái bóng đáng gờm của con sư tử, biết bao đêm mất ngủ xứng đáng có vài giờ nghỉ ngơi. Và rồi nếu không nói tất cả, từ khi có chuyến phiêu lưu tệ hại với Pomponel, người Tarascon trung thực cảm thấy thoải mái, dù có mới vũ khí của mình, cái biểu môi khủng khiếp, chiếc mũ trùm đỏ trước anh thợ chụp ảnh Orleanville và 2 tiểu thư của người lính kỵ binh thứ ba. Ông tiến về phía những con đường rộng ở Milana đầy cây cối đẹp và vòi nước, nhưng khi tìm một khách sạn phù hợp với mình, con người đáng thương không hề ngăn mình nghĩ đến những lời nói của Pomponel. Tuy nhiên nếu đó là thật thì sao? Nếu không còn sư tử ở Algeria thì sao? Nhiều cuộc chạy đuổi như thế, nhiều nhọc mệt như thế để làm gì cơ chứ? Thình lình ở ngã rẽ của một con đường, vị anh hùng của chúng ta thấy mình đang đối diện với ai kia, hãy đoán xem, với một con sư tử tuyệt cú mèo đang đợi trước cửa một quán cà phê, ngồi một cách dương dã trên thân sao, cái bờm vàng que của nó sáng dưới ánh mặt trời. Họ nói gì với mình thế, rằng không còn sư tử nữa? Người Tarascon kêu lên và nhảy lùi về phía sau. Khi nghe lời tán thán đó, con sư tử cúi đầu và ngậm trong mõm một chiếc bát gỗ đặt trên mặt nó trên dĩa hè. Nó khiêm tốn chìa bát ra về phía Tartarin bất động vì khiếp sợ. Một người Ả Rập đi ngang ném một đồng xu lớn vào chiếc bát gỗ. Ông sư tử giãy đuôi. Lúc ấy Tartarin hiểu hết. Ông thấy điều mà ban đầu cảm xúc đã ngăn ông thấy. Đám đông tụ tập quanh con sư tử mù đáng thương và được thuần hóa. Và 2 người da đen lớn được trang bị dùi cui đưa nó đi dạo xuyên qua thành phố như một người Savoy với con mắt mốt của mình. Máu của người đã công sĩ xoay một vòng. Khổng kiếp, ông thét lên với một giọng sấm sét, dám nuốt những con vật cao quý như thế. Và lao vào con sư tử, ông giật chiếc bát gỗ giữa bộ hàm dương giả của nó. 2 người da đen tưởng rằng đang có chuyện với một kẻ cắp, liền lao vào người Tarascon, giơ cao dùi cui. Đó là một cuộc xô đẩy khủng khiếp. Những người da đen đánh,
các bà la inh ỏi, bọn con nít cười rộ. Một người thợ làm dây thần Do Thái giá hét lên ở cuối cửa hiệu của mình: "Để yên cho anh ta, để yên cho anh ta." Chính con sư tử trong bóng đêm của mình cố gắng gầm gừ và Tartarin khốn khổ sau một cuộc chiến tranh tuyệt vọng lăn ra đất giữa những đồng xu lớn và rác rưởi. Lúc này mọi người xen vào đám đông, nói như một câu để xô dạt những người da đen, một cử chỉ để phụ nữ và trẻ em tránh ra, đỡ Tartarin lên, phủi người cho ông, lai ông và để ông ngồi thở hết hơi trên một cột mốc. "Sao kìa ông hoàng, là ông sao?" Tartarin tốt bụng nói và xoa hai bên sườn. "À vâng, người bạn dũng cảm của tôi là tôi. Ngay khi nhận được thư của ông, tôi đã giao ba gia cho anh cô ta thuê một chiếc kiệu trạm đi 50 dặm nằm sấp, và tôi đến đúng lúc để giật ông ra khỏi sự tàn bạo của những kẻ thô lỗ này. Ông đã làm gì vậy, trời đất ơi, để thu hút một vụ ác độc như thế? Ông muốn sao đây, hoàng thân? Thay con sư tử khốn khổ này với chiếc bát gỗ ngậm trong răng, tủi nhục thất thế, bị đánh đập làm trò cười cho bọn Hồi giáo tổm lợm này. Nhưng ông lầm rồi, ông bạn cao quý à. Con sư tử này trái lại là một vật được tôn kính và sùng bái. Đó là một con vật linh thiêng thuộc về một tu viện sư tử lớn được Mohammed Ben Bauda thành lập. Cách đây 300 năm, một kiểu dòng tu tráp đáng gờm và hung hãn, đầy những tiếng gầm rú và mùi giả thú. Nơi đó các tu sĩ đặc biệt nuôi dạy và thuần hóa hàng trăm con sư tử và gửi chúng khắp cả Bắc Phi cùng với những thầy tu đi quyên góp những khoản tiền cúng mà các thầy tu nhận được dùng để duy trì tu viện và đền thờ Hồi giáo. Và nếu hai người da đen đã tỏ ra bực tức lúc nãy, nghĩa là họ tin rằng với một xu, chỉ một xu quyên góp bị đánh cắp hay bị mất do lỗi của họ, thì con sư tử mà họ dẫn dắt sẽ xe xa họ ngay. Khi nghe câu chuyện khác thường nhưng có thật này, Tartarin được Tarascon thích thú và hít thở không khí thật ồn ào. "Điều mà tôi thấy ổn trong mọi chuyện," ông nói để kết luận, "đó là không làm Phật ý ông Pomponen, còn sư tử ở Algeria." "Có chứ," hoàng thân nói hồ hởi. "Ngay từ ngày mai chúng ta đi đến bình nguyên Sirius và ông sẽ thấy." "Sao kia hoàng thân, ông cũng có ý định đi săn sao?" "Dĩ nhiên, bọn ông nghĩ rằng tôi sẽ bỏ ông bỏ đi một mình giữa châu Phi, giữa những bộ lạc hung hãn mà ông không hề biết tiếng và các tục lệ sao?" "Không, không, đặt ta lên lừng danh, tôi sẽ không rời ông nữa, nơi nào ông đi tôi đều muốn theo." "Ôi hoàng thân, hoàng thân!" Và Tartarin rạng rỡ ôm chặt lấy Gregory dũng cảm và nghĩ rất tự hào rằng theo gương của Jean Gérard Pomponen và những người giết sư tử nổi tiếng khác, ông sắp có một hoàng thân nước ngoài tháp tùng mình trong các cuộc đi săn.